Xin chào các bạn. Tiếp theo đây đó chính là buổi tập tay của Free and Grit. Để thực hiện buổi tập này thì chúng ta chỉ cần đúng một cặp tạ. Tuy nhiên bài tập ngày hôm nay có thể hơi nặng đối với cả một số bạn, nên mình hãy chọn mức tạ phù hợp. Các bạn nữ hoàn toàn có thể dùng chai được. Nào, chúng ta sẽ vào thực hiện bài tập luôn. Bỏ qua phần khởi động, hãy cầm lấy cặp tạ của mình, cầm vững nó vào tư thế. Chúng ta sẽ thực hiện động tác đầu tiên: quấn tạ búa rồi đẩy vai trước. Thực hiện thành một động tác liền mạch như thế này: chân trụ vững, quấn tạ búa lên gần vai, rồi sau đó đẩy vai lên phía trước. Đó, rất dễ hiểu. Lưu ý, lưng thẳng, ngực luôn hướng ra phía trước, mắt nhìn tập trung vào một điểm. Đó. Động tác này rất phù hợp để cho các bạn tập toàn bộ vùng tay, bao gồm cả vùng vai của mình. Trọng tâm của chúng ta ở đây đó chính là tay trước, cặp tay và phần vai trước. Các bạn để khử tay vuông góc với người. Nào, hít sâu, thở mạnh, làm đều đều, từ từ. Vai trước là vùng cơ vai, tuy nhiên nó cũng là vùng cơ nhỏ, nên chỉ cần một chút thôi là mình có thể cảm nhận được sự tác động. Nào, khi quấn tạ lên chú ý người đừng vung vẩy. Hãy tập trung thực hiện toàn bộ động tác. Một, ok. Rồi, chúng ta chuyển sang động tác tiếp theo. Đó chính là cúi người duỗi tay sau. Chúng ta vào tư thế cúi người như này, mông ra đằng sau, ngực hướng lên phía trước. Ép hai cánh tay vào gần lưng của chúng ta, gần nhất có thể. Rồi thực hiện duỗi thẳng tay sau ra. Nào, ta cùng thực hiện. Cầm vững hai quả tạ, rồi duỗi thẳng hai cánh tay ra sau. Động tác này đó chính là tricep kickback. Giống như đá hậu, nhưng mà với cánh tay của mình vậy. Lưu ý, tư thế luôn luôn phải giữ như thế này: chân trụ vững, gồng bụng, gồng mông, cúi người, áp lực không được dồn vào lưng dưới. Và khi duỗi hết cánh tay, hãy đảm bảo là toàn bộ cơ tay sau của các bạn, cả ba đầu, toàn bộ đều được duỗi hết thẳng ra và cứng lại. Nào, đã thực hiện tốt lần cuối cùng. Một. Rồi, tiếp theo với hai quả tạ này, chúng ta tập phần vai bằng động tác nâng vai ngang. Các bạn cầm vững tạ rồi nâng hai cánh tay lên ngang vai, có thể gần tầm mắt rồi sau đó hạ xuống. Chú ý, người không được vung vẩy, không được lấy đà cúi người rồi vung lên như thế này, mà mình phải giữ thẳng người, nâng cả hai cánh tay lên rồi sau đó hạ xuống. Bạn nào muốn khó hơn, mình có thể nâng lên rồi giữ một chút như thế này rồi mới hạ. Các bạn nữ hoàn toàn rất phù hợp để dùng chai nước 1,5 lít tập bài này. Nào, ta cùng hít thở. Nâng tạ ngang vai. Không những bạn nâng trọng lượng của quả tạ, mà chúng ta còn nâng cả hai cánh tay này lên. Chỉ một chút thôi là mình thấy vai bắt đầu mỏi rồi. Nào, đốt lần cuối cùng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ ngay lập tức tập phần bóp tay trước. Thân người vẫn giữ nguyên trụ vững, hướng lòng bàn tay ra ngoài, và chúng ta thực hiện cuốn tạ tay nhưng mà rộng. Bình thường chúng ta sẽ cuốn tạ tay khi tay để vuông góc với người như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ để hai cánh tay chìa ra ngoài và thực hiện cuốn tạ. Động tác này sẽ cho bạn cảm giác rất khác lên vùng cơ cánh tay. Đặc biệt hơn là bắp tay của bạn được kéo giãn nhiều hơn là khi bạn để tay vuông góc. Nào, cùng thực hiện. Nào, nốt lần cuối cùng. Một. Rồi, thả lỏng một chút. Vẫn giữ tư thế này, chúng ta thực hiện tập vai trước, nhấc tạ từng tay một. Nếu giả sử có bạn nào đặt câu hỏi tại sao mình không nhấc cả hai quả tạ, thì mình nhấc từng tay như thế này sẽ tốt hơn nếu bạn muốn cô lập vùng cơ vai. Nếu nhấc cả hai tay, rất dễ mình sẽ vung vẩy trước sau. Nào, hãy tập trung, nâng từng tay một, cố gắng duỗi thẳng cánh tay nhất có thể, xoay vùng bả vai lên phía trước,
Cố lên nào. 1 2 Rồi. Vậy là thực hiện xong động tác vai này. Tiếp theo ta sẽ tập vùng tay sau với động tác vô cùng quen thuộc, đó chính là động tác chống đẩy. Nhưng chú ý là chúng ta hãy để hai bàn tay gần nhau như thế này. Nếu để quá rộng nó sẽ vào vai và vùng cánh tay, à vào vùng ngực. Để chúng ta để hẹp rồi đẩy người lên thì sẽ hoàn toàn vào vùng tay sau. Nào ta cùng thực hiện với các bạn nữ. Nếu như khó hãy chú ý mình để chống đầu gối xuống, lưng giữ thẳng và thực hiện chống đẩy đầu gối như thế này, hạ xuống sâu nhất có thể rồi dùng tay sau đẩy lên. Nếu như nó vẫn khó, các bạn có thể kê bằng ghế hoặc bàn, đẩy mặt phẳng cao, động tác sẽ trở nên dễ hơn. Nào, tôi cùng thực hiện nốt 3 2 1. Rồi. Tiếp theo, ta sẽ chuyển ngay sang phần bắp tay trước. Quay trở lại đây, chúng ta chỉ cần một quả tạ trong động tác này. Vào tư thế, chống một chân lên, cánh tay của chân đó dựa vững trụ, cầm quả tạ và cuốn. Động tác này gọi là cuốn tạ một tay, tiếng Anh là concentration curve. Mục đích ở đây là chúng ta chỉ tập bụng bắp tay, cả người trở thành một khối trụ vững. Cánh tay của bạn tựa vào vùng đầu gối, chân trụ vững xuống mặt sàn, rồi thực hiện cuốn tạ. Cảm nhận chỉ có vùng bắp tay của mình đang được tác động. Nào, không nên vung vẩy, cuốn ra trước, cuốn ra sau, mà luôn luôn chỉ theo một chiều như thế này. Cố lên nào. Cuốn đến khi nào bạn cảm giác cơ tay căng phồng. Tốt nào. 1 2. Rồi, chúng ta chuyển tay, thực hiện tay còn lại. Vẫn trụ vững, rồi gồng cứng bắp tay lên. Đến giai đoạn này chắc chắn cánh tay của các bạn đang rất mỏi rồi. Không sao cả, hãy thả lỏng, cẳng tay xuống hết cỡ, sau đó gồng bắp tay, cuốn tạ lên cao. Nào, hít thở. Thân người không có chỗ nào di chuyển, toàn bộ sự chú ý tập trung của các bạn chỉ dồn vào vùng bắp tay. Nào, cố lên. Cảm nhận bắp tay di chuyển. Nào, nốt nào. 3 2 1. Vậy là xong phần bắp tay. Ta quay trở lại tư thế đứng. Tiếp tục là một bài tập luyện vùng tay sau. Bạn trụ vững, đưa hai quả tạ lên quá đầu, trụ vào với nhau, giữ vững phần cánh tay, hạ cẳng tay ra sau gáy, rồi sau đó vẩy tay trở lại vào tư thế thẳng. Hãy thả lỏng phần vai của mình, không đung đưa, nhưng chúng ta không cần phải nhô vai lên quá cao. Quan trọng ở đây là phần tay sau được di chuyển. Nào, hít thở đều đặn, duỗi tay sau qua đầu, đây chính là tên của động tác này. Hạ cẳng tay xuống gần 90 độ, sau đó duỗi thẳng tay ra. Cảm nhận tay sau được chuyển động hết cỡ. Nào, cố lên. 3 2 1 Ok. Vậy là xong phần chính của buổi tập ngày hôm nay. Nào, chúng ta hãy cùng kéo giãn một chút để cánh tay được thả lỏng và nghỉ ngơi. Nào, đầu tiên là bắp tay. À, sau đó ta đổi tay, cầm nửa lòng bàn tay trước bẻ ra. Sau đó các bạn gập cánh tay ngang ngửa như thế này, lấy một tay còn lại kéo để thả lỏng phần tay sau. Thực hiện tương tự với tay còn lại, giữ ở đây một chút. Rồi, vậy là đã xong buổi tập tay của ngày hôm nay. Nếu các bạn còn sức, hãy xem những video khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.